Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu lại cho các anh chị và các bạn cây cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam, đó chính là cây cầu Mỹ Thuận. Trên màn hình của các anh chị và các bạn đó chính là khu vực phía bên bờ của tỉnh Tiền Giang, phía dưới chân cầu Mỹ Thuận. Cây cầu Mỹ Thuận là cây cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam. Ngay tại cái thời điểm mà cầu được khánh thành thì tại thời điểm đó là rất là nhiều cư dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí từ Cà Mau đã đi những cái chuyến xe để đến cái khu vực này để xem được cái buổi lễ khánh thành cây cầu. Và ngoài ra có những cái tỉnh mà ở miền đồng Đông Nam Bộ cũng vào đây, thì cái thời khắc đó là mình có đi xem, là cũng khá là tự hào khi mà tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long có được cây cầu rất là lớn ở cái thời điểm đó. Thì mình xin nói giới thiệu sơ lược lại về cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận là cây cầu dây văng bắc qua sông Tiền, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Cây cầu nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 125 km về hướng Tây Nam, nằm trên quốc lộ 1A, là trục giao thông chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và cầu Mỹ Thuận là cầu dây văng và cầu bắc qua sông Mekong đầu tiên ở Việt Nam. Thì cái cầu này là cũng đã được có quy hoạch khá là lâu. Từ những năm 1950 thì Hoa Kỳ cũng đã từng có ý định cung cấp vốn cho Việt Nam Cộng hòa xây dựng cây cầu nhưng đã thất bại. Và giữa thập niên 1960 thì công ty Nippon Koei Nhật Bản đã hoàn thành thiết kế đồ án và được lựa chọn, nhưng dự án đã bị hủy do khó khăn về tài chính. Cuối cùng là theo chương trình HOSS của chính phủ Australia thì dự án cầu Mỹ Thuận có tổng nguồn vốn đầu tư là 90,86 triệu đô la Úc, tương đương 2.000 tỷ đồng. Trong đó chính phủ Úc tài trợ 66%, vốn đối ứng phía Việt Nam là 34% đã thành công. Thì hiện Việt Nam đang chuẩn bị nguồn vốn tiếp tục xây cầu Mỹ Thuận 2 có đường dành riêng cho tuyến Metro với tổng mức đầu tư dự kiến là 7.000 tỷ đồng. Về phần quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật thì đây là loại cây cầu dây văng treo hình rẽ quạt với hai mặt phẳng, dây cách nhau 18,6 m. Tổng chiều dài cầu là 1.535 m. Phần cầu chính dây văng là 660 m. Phần cầu dẫn là 875 m, gồm 22 nhịp. Tháp cầu hình chữ H bằng bê tông cốt thép. Hiện tại thì đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đã có thêm một vài cây cầu dây văng và có những cái cầu lớn hơn khá là nhiều so với cây cầu Mỹ Thuận. Hiện tại chúng ta đã có được thời điểm này thì chúng ta đang có cầu Cần Thơ, cầu Gạch Miễu đã đi vào hoạt động, và ngoài ra còn có thêm cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị đưa vào hoạt động. Cầu Mỹ Thuận được khởi công vào ngày 6 tháng 7 năm 1997 và khánh thành vào ngày 21 tháng 5 năm 2000. Cầu Mỹ Thuận được xem là cầu dây văng hiệu quả nhất và việc hoàn thành tiến độ hoàn chỉnh nhất cho tới thời điểm hiện nay. Tới đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Các anh chị nào cảm thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors hữu ích cho mình, xin vui lòng đăng ký nút subscribe ở bên dưới để theo dõi những video clip tiếp theo mà Khoa đang làm. Và Khoa đã có thêm những video clip về các cây cầu dây văng khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các chị trong các video clip tiếp theo.